MacBook Pro. Từ tháng 6, Apple đã triệu hồi MacBook Pro 2015 với màn hình Retina bán trong khoảng thời gian tháng 9 năm 2015 đến tháng 2 năm 2017 do pin có nguy cơ cháy nổ. Ngay sau đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã nhắc nhở các hãng hàng không cấm hành khách mang theo những mẫu laptop có vấn đề. Tuy nhiên để ăn chắc, tới nay nhiều hãng hàng không đã cấm toàn bộ MacBook Pro. Không những thế, hãng hàng không Virgin Australia Airlines còn cấm không cho mang theo bất kỳ laptop MacBook nào lên máy bay hoặc trong hành lý ký gửi. Thiết bị này bị liệt vào mục hàng hóa nguy hiểm mà không phân biệt kích cỡ, độ lớn màn hình hay năm sản xuất. Trong khi đó, Cantas Airways vẫn cho phép mang theo MacBook Pro 15 miễn là không trong diện bị triệu hồi. Tuy nhiên, laptop phải để ở hành lý ký gửi chứ không được mang theo người. Nếu đang sở hữu một chiếc MacBook Pro 15 inch, Apple khuyên bạn hãy thay thế pin miễn phí tại trung tâm dịch vụ của hãng. Có thể dễ dàng tra cứu chiếc laptop này có trong diện triệu hồi hay không thông qua website Apple.